Ok, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Lock Root nhé anh em. Thì mọi người đã biết thì coi như là cái trái linh hồn của Bitmom thì mình cũng đã trải nghiệm khá là nhiều anh em, mà đánh boss rồi farm cấp rồi test chiêu thử combo này kia các thứ, con là liệu các thứ tùm lum từ lưa rồi. Thì bây giờ mình sẽ quyết định ngày hôm nay mình sẽ bỏ trái của Bitmom này nha. Trái Bitmom là mình không có vĩnh viễn nha mọi người. Trái Bitmom này là mình gọi là mình random nó ra thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục ăn một trái quỷ. Nó có chung là nó sẽ đã cũ với anh em rồi, nhưng mà đối với mình nó là một trái quỷ mới nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ đi về cái chỗ đảo Dùa để mình lấy đẹp nha anh em. Mình sẽ bỏ trái Bitmom này đi. Thì trái Bitmom này đánh nhau hay là gọi là đi farm quái khá là ok đấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ nó đi. Chơi game là phải trải nghiệm anh em ạ. Đó, với lại nói chung mình BKDF cũng khá là gà. Và mình sẽ đi qua cái đảo gì này, cái đảo này tên gì quên mất tiêu rồi. Mình không nhớ tên đảo, nhưng mà bây giờ mình gọi là mình cũng thuộc được một số đường đi trong cái quốc 2 của Roblox rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ đi về đây nha. Về bữa thấy thấy mọi người thích khá khá là thích kiểu mình về đảo Tân Hữu chơi, hay là kiểu đánh boss gọi là đánh mấy con boss bên Tân Hữu á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái trái DF mà mình định mua vĩnh viễn rồi anh em à. Nhưng mà tôi kêu thôi đừng mua, trời ơi lâu lâu được bắt đầu kêu đừng mua mà cũng chết. Ồ, cái chỗ này chỗ đánh con boss bí ẩn đi lộn đường anh em ạ. Mà về mình sẽ về bản mình random DF nha anh em, mình sẽ random DF còn nó sẽ ra trái gì xong rồi mình sẽ đổi nha. Mình đổi trái tiếp theo mình sử dụng để mình review cho nó, cho mình review và mình cảm nhận nó mạnh hay yếu thì đó chính là trái Venom nhé anh em. Đó, nhưng mà từ từ mình trước tiên mình sẽ quay DF đây. Anh em thấy số Billy của mình đã lên rồi thấy không, 44.600.000. Đó là do mình mọi người bảo anh nghèo quá. Ok anh nghèo mà, nhưng mình đã mua cái X2 tiền anh em ạ. X2 tiền đâu rồi, cái X2 tiền của mình đâu rồi ta, X2 drop này, X2 money mình mua rồi nhưng mà không biết tại sao nó không có để đây. Hình như là mình có X2 drop này, X2 tiền luôn, mình có tất cả rồi mọi người à. Đâu giờ mình sẽ bấm buy nha. Nó ghi là mình đã có rồi, mình đã có rồi anh em ạ. À, mình có mấy cái này hết rồi đó, thiền này kia, nói chung là lấy để farm du biển khá là ngon anh em ạ. À, một con du biển nó rơi vào tầm khoảng 300.000 hơn đó. Mình farm một hôm mới được 4.600.000 rồi. Bây giờ mình sẽ đi để dành để quay đây ép chứ, là sự kiện mới này kia các thứ, nhiều thứ để dùng tới tiền lắm mọi người ạ. À, mình nghèo chứ leader hay là bắt tô mọi người gần cả tỷ tiền. Trời ơi lại là một trái quỷ trong bộ sáu bộ tứ cái quần què gì đó, vứt nó đi. Đây đây, để mình cho thằng bo cho anh em, cho thằng bo này là bo em của này nè anh em, vứt cho nó đi, nó không cầm kìa. Nó bước thẳng cho mọi người đó. Đó. Ở kìa. Sao nóng lụm ta? Giữ đi ép đi. Alo. Ừ đúng rồi, giữ đi ép đi. Bây giờ mình sẽ lấy trái Venom ra nha anh em. Rồi, trái Venom của mình đó rồi. Đây rồi, đây. Đây là kho DF của mình anh em. Venom này, Control, Gravity. Đó, anh em thích trái gì nó mình cho luôn. Quan trọng là mọi người đổi được nha. Anh ví dụ anh em thích trái rồng, mọi người lấy trái mochi đi đổi với mình. Tại vì mình không có mochi chứ, mà cái trái này mình có rồi. Ok, không liên thuyền đó, sẽ lấy trái này ra nha. Venom hôm bữa mình cũng random ra được nha anh em. Nhìn nó nhìn ngoại hình của nó khá là giống cái trái trái của hổ tím anh em ạ. À, đó, bây giờ mình sẽ ăn vô nha để chạy chạy hồi nó mất nữa. Ok. Rồi, mất chiêu, mất chiêu rồi anh em ạ. À, trái này thì nó cũng có cái lóng này, chắc là nghĩa là cái lóng độc nè mọi người, lóng độc nè. À, chết rồi, mình quên làm một chuyện rồi anh em ơi. Trái này pha không biết nó có, trái này không biết nó có logia không, để ra mình thử nha anh em. Trời ơi mình chưa ăn cái trái ấy vô cái làm cái vụ mà farm farm battery nhanh đó. Bây giờ mình ra mình thử thử con quái coi nó có đánh mình có trúng không. Chết rồi, trái này không có, trái này nó không có cái ấy rồi anh em ơi. Farm chết luôn, farm chết luôn.
Đó, bây giờ mình sẽ lại solo với con dắt hạn hán nha anh em. Không, trái này solo với con dắt hạn hán không biết có nổi là không. Thì mình đang có điểm kiếm và điểm gì là mình đang có điểm melee và điểm DF thôi. Thử vậy như thế nào? Ghét là như thế à. Mấy anh em cho mình bật 24 quan sát ra nha, chứ bình thường là mình không bật 24 quan sát đâu. Ít khi nào bật 24 quan sát lên lắm anh em ạ. Tuy là đó một đó mình đã tẩy điểm lại rồi thì thiệt là khó đó, giết nó hơi khó đó mọi người ơi. Có mình với lại một điểm mastery mình giết nổi nó không nha, xin cái hai kỳ quan sát đi không là chết với nó. Nói chưa biết mà đánh một phát 300 máu không biết có rút độc không nhỉ. Mình đeo cái mắt kiến vô cái đã, nó chụp đau quá mọi người. Chắc là mình sẽ đánh nó bằng cái này thôi, vừa đánh vừa né, xong rồi tí nó gần chết thì mình sẽ đánh cái kia. Wow, nó chụp là không giờ né được luôn á, cái sờ móc của nó chụp là không né được. Toan rồi, thấy sắp toan rồi đó mọi người, em vô set 3 mới đã hơi khó khăn với mình rồi đó, nó không có trái Phật tổ hơi cực anh em ạ. Mình set 3 mới nha, set 3 đây rồi, where are you? Đây 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 đây, giờ phải chịu à, chứ mà không là mình sẽ mình nếu mình ăn trái Phật tổ với lại nó sẽ bị bắt không được. Ok, set 3 mày nha anh em. Ta thử lại nha. Đánh nó hơi căng đó. Phải ban đêm thì thời mai mình còn chống được. Ồ, nó không hồi máu, đỡ quá. Nó hồi hồi máu thì thôi khóc luôn á. Hết kêu rồi. Né thôi. Chạy thôi anh em ạ. Nó chụp không né được luôn à. Ô mày gớm thế. Nó đã hơi là nó không có không có quá gọi là quá mạnh, không phải là nó không có gọi là quá trâu, nó quá mạnh không đúng. Trong tầm kiểm soát rồi anh em à, trong tầm kiểm soát rồi. Ôi như mình tắt hai cây rồi biết mà. À 300 mastery hả? Ủa cái trái này đi mastery ít hết, 300 battery thì cũng không khó lắm anh em à. Mình sợ battery nó 350 thì hơi cực thôi. Tại vì từ 300 mà lên 350 battery cực lắm. Này thì mình chỉ cần đi đánh boss là được anh em ạ. Mấy cái 300 battery thì chỉ cần đi đánh boss thôi. Hôm nay thì chủ yếu là mình sẽ gọi là đổi DF thôi anh em ạ. Cho mọi người biết là mình sẽ đổi DF và bắt đầu mình sẽ một chuyến hành trình mới cùng với cái trái DF này, là cái ông quản ngục ăn nhìn đúng rồi đó, ông ơi nhìn đúng bữa, ông ăn tối ngày ông chỉ trái độc anh em, ăn tối ngày giữ nhà vệ sinh rồi. Đào đấy khá là tốn thời gian, khá là tốn thời gian, khá là mất cái thời gian mà không sao, coi như là mình cũng sở hữu được mấy cái trái ác quỷ mà gọi là mạnh nhất hiện tại ở cái game này rồi anh em ạ. Đáng đồng tiền bát gạo mà, hên hôm bữa ra đâm ra trái này đâm ra nha, cái trái nào đâm ra thì cái chiêu Z nó chuẩn cũng phê đấy. Trái này không biết PK như thế nào, để khi mà mình bắt mastery xong rồi mình sẽ thử rủ hắc phế ra PK này hoặc là bắt tô cho hiện. Họ là đánh thường canh canh máu nó để xài chiêu DF anh em ạ. Máu của nó để xài chiêu DF không là rồi mình nghĩ chắc là xài chiêu DF rồi anh em ạ, không nó chết á, đấm lại đấm thường nó cái rồi được rồi sẽ xài chiêu DF với anh em. Ủa nó có rút độc không ta, hay hay nó có cái bả độc này không biết nó có rút độc không, để em dắt vô thử coi. Ủa không à, nó vẫn chết kìa, à vậy là có rút độc được trăm mastery không. Con boss này mình nghĩ chắc là cũng phải bèo bèo cũng phải được trăm mastery á, tại con này cũng khá là khó mà. Hơn thấy chưa,
Wow, battery kìa anh em. Wow. Là mình sẽ thử chi biết nha anh em. Xong rồi chắc là mình sẽ gọi là kết thúc cái video thôi, để mình đi farm cấp xong rồi mình sẽ test chiêu với đánh này kia cho anh em xem sao nha. Chủ yếu hôm nay là mình chủ yếu nói là mình đã bỏ trái bích mơm rồi anh em à. Trái bích mơm này, trái bích mơm không dễ chuyển nha. Có cái chiêu ép 50 mastery hả? Là cái gì đây? À, biến thành con rồng độc. Ok, biến thành con rồng độc. Ai cũng ngon lành đó. Xịn sò đó. Được. Được. Cái này là có chiêu 3 là mình thích anh em à. Thử chiêu ít nha. Chiêu 100 điểm mastery là cái gì? Quả cầu mã thực. Quả cầu độc chứ. Thả chưa, đã chưa. Mình nghĩ chắc là mình không có cái kia thì chắc là mình chỉ phải đi farm boss thôi anh em mà, chứ ngoài farm boss này là farm boss nó mới lên mastery nữa thôi. Đó, được 3 mastery luôn. Thôi, cái video mà gọi là ăn thử và trải nghiệm cái trái quỷ gọi này là cái trái độc đi anh em mà, cho nó dễ gọi, hoặc là gọi Venom cũng được. Venom nó cũng từ rất là dễ đọc rồi. Ok, bye bye anh em nha. Mà anh em thấy cái clip này như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian xem clip này nha. Bye bye.